Ukraine không muốn mất cơ hội đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra tuyên bố này vào ngày hôm qua, trong bối cảnh tiến trình đàm phán để giải quyết tình hình tại quốc gia Đông Âu này đang có tín hiệu khả quan. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP của Hoa Kỳ hôm qua, ông Zelensky khẳng định chính quyền Kiev không muốn đánh mất cơ hội nếu có về một giải pháp ngoại giao. Khi được hỏi liệu các nước phương Tây có cung cấp đủ vũ khí cho Kiev hay không, ông khẳng định điều này là chưa đủ Cùng ngày, trong cuộc báo với Thủ tướng Áo, Tổng thống Ukraine nêu rõ nước này luôn sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay. Lần gần nhất các quan chức Nga và Ukraine gặp nhau trực tiếp là ngày 29 tháng 3 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khoảng 4 giờ đàm phán, đoàn đàm phán Nga đã mang theo đề xuất bằng văn bản của Ukraine về một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. Kết quả này được đánh giá là bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, Nga nhận định việc đạt được một thỏa thuận được cái bên chấp nhận sẽ là một chặng đường dài.